Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 15. Sáng ngày hôm sau, Tôn Phượng Cô lấy ra 50 lạng đưa cho ba cha con Đinh Nhị Mao và truyền cho họ khởi hành sớm mà trở về Sơn Động. Ba cha con Đinh Nhị Mao vui mừng tuân lệnh, lại từ Vương Trùng Dương và Tôn Đàm, hai vị trại chủ, rồi cùng nhau xuống thuyền nhổ neo, kéo buồm khởi hành, đi ra biển. Hồi thứ 12, cửa hang Bách Cầm giết lũ hung tăng. Vương Trùng Dương ở lại hải đảo 10 ngày, truyền lại cách luyện công vận khí của phái Toàn Chân cho hai người. Tôn Đàm cả hai đã sẵn sàng nên sớm hiểu biết. Sau đó Vương Trùng Dương từ giã hai người để đi một vài nơi nữa. Tôn Phượng Cô nài nỉ Vương Trùng Dương ở lại thêm ít ngày, nhưng Vương Trùng Dương nhất quyết không nghe, nên làm tiệc tiễn hành, rồi sai một bọn chèo chiếc thuyền lớn đưa Vương Trùng Dương ra khơi. Tôn Đàm hai vị trại chủ đưa tiễn họ Vương một khoảng khá xa, ba thầy trò gạt nước mắt từ giã nhau. Tôn Phượng Cô và Đàm Hải Thoại trở lại hải trại, còn Vương Trùng Dương thì nhắm Nam đảo Thiên Sinh tiến phát. Thuận buồm xuôi gió, chẳng bao lâu đã tới nơi. Trùng Dương bước lên bờ, thưởng cho bọn lâu la một số bạc. Bọn thủy thủ cảm ơn rối rít rồi trở thuyền về đảo Thừa Sang. Vương Trùng Dương ở Nam Thông lên bờ, trước tiên đến Dương Châu, lại đi thuyền qua biển đến Giang Nam, dạo chơi khắp vùng Tô Thường, rồi mới đi trở về phía Bắc, nhằm nẻo núi Sùng Sơn đi tới. Lần này chàng ra ngoài du lịch tới ba năm trời mới trở về núi Sùng Sơn, vào hang Bách Cầm để bái kiến sư phụ là Thanh Hư Chân Nhân, gặp được sư đệ là Chu Bá Thông. Chàng vừa gặp mặt sư phụ bỗng giật mình hoảng sợ. Từ trước Thanh Hư Chân Nhân tuy đã già nhưng khí sắc vẫn hồng hào khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn hơn nhưng những người trai tráng. Nhưng mới cách đây 3 năm, chàng thấy khí sắc của sư phụ đã biến đổi hẳn, da dẻ hồng hào đã trở thành khô héo, cặp mắt tinh anh dường như mất thần, trở nên lờ đờ mệt mỏi. Nét mặt dường như có một luồng hắc khí bao bọc chung quanh, đúng là một người có bệnh nặng. Trùng Dương cả sợ hỏi Chu Bá Thông: "Chu đệ, mấy hôm nay sư phụ có được bình an không?" Chu Bá Thông trợn tròn đôi mắt trả lời: "Sư phụ vẫn như thường mà, mấy ngày hôm nay sư phụ nhịn cơm để luyện công." Thanh Hư Chân Nhân nói: "Ê Trùng Dương, con đã về rồi đấy ư? Thật là tổ sư linh thiêng khiến cho con về kịp giờ. Ta chẳng bao lâu nữa Vũ Hoa xin mở ngoặc, những người cao tăng và đạo sĩ khi đắc đạo qua đời thường gọi là Vũ Hóa, xin đóng ngoặc. Sư đệ con à, tuy đã gần 30 tuổi nhưng tính tình hãy còn như con nít, không thể làm nên việc chi vĩ đại cả, nên ta cố đợi con về để dặn dò vài việc hệ trọng." Vương Trùng Dương thấy sư phụ sắp nói lời từ trần thì vội sợ mạnh thưa rằng: "Thưa sư phụ, đồ đệ thấy thần sắc của sư phụ có xúc kém nhưng chưa tới nỗi nào, có sao sư phụ lại nói như vậy?" Thanh Hư Chân Nhân thở dài nói: "Ê, con không hiểu đó mà thôi. Một người đã hiểu được quyền môn thượng thặng nội điển có thể biết rõ mình sẽ chết vào hồi nào. Ta biết mình ta không sao sống nổi được 1 tháng, nhưng không kịp gặp mặt con nên ta phải hao tổn không biết bao nhiêu nguyên thần để kéo dài thêm mạng sống tới 2 tháng trời, để đợi chu kỳ con về đúng hẹn. Đến nay con đã về rồi, ta không còn phải cố kéo dài thêm làm gì nữa. Ta có 3 điều cần dặn lại, con cố thực hành cho kỳ được." Vương Trùng Dương khấn đầu nói: "Đệ tử hôm nay được nên người cũng là do sư phụ dạy dỗ. Đến nay dù cho sư phụ có bảo con nhảy vào lửa hay xuống biển, con cũng không từ chối." Thanh Hư Chân Nhân thấy Trùng Dương nói một cách thành khẩn như vậy thì gượng cười nói:
Hay lắm. Ta nói cho con điều thứ nhất, sáng mai con hãy xuống tóc tức thì, đội mão hoàng quán làm đệ tử của đạo gia, phát huy võ học của phái Toàn Chân, dạy dỗ sư đệ của con là Chu Bá Thông, để nó được thành tài. Đó là điều thứ nhất. Vương Trùng Dương kính thưa, đệ tử xin tuân lệnh của sư phụ. Thanh Hư Chân Nhân lại nói, điều thứ hai, sau khi ta chết rồi, đồ đệ có thể thu nhận môn đồ, nhưng chỉ có thể thu tới 7 người, thà ít còn hơn nhiều. Nếu không phải người có căn bản có thể truyền thụ tuyệt kỹ công phu, nhất quyết còn không được thâu nhận. Nhưng dù thế nào đi nữa chăng, cũng không quá 7 người. Vương Trùng Dương nghĩ thầm trong bụng, ta ở Yên Kinh đã thu Mã Ngọc và Khu Phùng Sưng làm đồ đệ, ở Đông Hải Đảo lại thu Tùng Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại làm môn đồ. Như thế trước nay ta đã thu nhận 4 người, nay chỉ có thể thâu thêm 3 người nữa. Ngẫm nghĩ như thế, họ Vương liền cất tiếng hỏi, thưa sư phụ, tại sao sư phụ hạn định cho đồ đệ chỉ được thâu 7 người làm môn đồ là có nghĩa gì? Thanh Hư ngoảnh lại nói với Bá Thông, ê Bá Thông, còn hãy đến phòng ngủ của ta, mang cái sương màu đỏ ở dưới gầm giường lại đây cho ta. Chu Bá Thông vâng lời đi ngay vào phòng ngủ của Thanh Hư Chân Nhân. Không bao lâu chàng ta đã vác ra cái sương màu đỏ, vừa đi vừa phối bụi đóng đầy trên mặt sương. Thanh Hư Chân Nhân trông thấy cái rương thì có vẻ xúc động, lấy tay áo phủi một lần nữa rồi mới mở cái rương ra. Vương Trùng Dương chú ý nhìn vào, thấy có một số sách vở đã lâu ngày. Thanh Hư Chân Nhân lấy một cuốn giấy tròn mở ra. Họ Vương và Châu Bá Thông thấy sư phụ mở bức tranh ra không khỏi lấy làm ngạc nhiên, vì bức tranh ấy không phải là vẽ sơn thủy, thú vật hay phi cầm, mà vẽ một bầu trời giữa đêm thu. Phía bắc có 7 ngôi sao lớn, giữa ngôi sao lại có một đạo nhân đứng đấy, chỉ cao từng chừng 5 tấc, nhưng nét vẽ rất thần tình, trông như người thật. Chu Bá Thông bỗng reo lên, thưa sư phụ, bức tranh này thiệt là đẹp đẽ, sao sư phụ không treo lên chơi, để khóa trong rương thiệt là phí quá. Vương Trùng Dương thấy 7 ngôi sao này bày đặt rất khéo thì nghĩ ra vội hỏi, thưa sư phụ, đây có phải là Bắt Đầu Thức Tinh chăng? Thanh Hư Chân Nhân cười nói, hà, con thiệt là thông minh, mới nhìn sơ mà đã hiểu liền. Đúng, đây là Bắt Đầu Thức Tinh, trên mỗi ngôi sao có một người, đó cũng chính là nguyên nhân ta dặn con chỉ được thu nhận 7 người đồ đệ mà thôi. Tuy Thanh Hư Chân Nhân nói những câu có vẻ hoang đường ly kỳ, nhưng thật ra Vương Trùng Dương không hổ là một người thông minh nên chàng có vẻ hiểu ngay, lập tức đoán, thưa sư phụ, 7 ngôi sao này có phải là một trận thế của bản phái võ học không? Thanh Hư Chân Nhân cười nói, à phải, đây là tên Thiên Cương Bắt Đầu Trận, con hãy nhìn cho kỹ sẽ biết. Vương Trùng Dương lưu tâm nhìn kỹ, chỉ thấy bức tranh màu xanh thẫm, kẻ nhiều nét chữ màu đen liên kết với những ngôi sao như long xa du tẩu, tiếng thối có trật tự, nhìn kỹ càng thấy phức tạp hơn. Họ Vương cứ ngây người ra mà không thể nào hiểu được nữa. Thanh Hư Chân Nhân nghiêm nét mặt nói, đồ đệ, con nên hiểu rõ, đây là một vị trí chiến pháp Lục Hòa Trận của Tôn Tẫn vào thời Chiến Quốc, và là cả bát trận đồ của Chư Cát Vũ Hầu đời Thục Hán. Nói tóm lại cũng là một trận đồ, nhưng chỉ khác nhau là họ dùng thiên binh vạn mã, mà trái lại Thiên Cương Bắt Đầu Trận của ta chỉ cần có 7 người theo vị trí Bắt Đầu Thất Tinh ngồi xuống giao đấu với kẻ địch. Tuy chỉ có 7 người nhưng uy lực vô cùng ghê gớm. Để ta sẽ truyền thụ khẩu quyết Thiên Cương Bắt Đầu Trận cho con trong vòng 1 tháng. Nếu con luyện tập được thành, có thể quảng đại bản phái. Bởi thế cho nên ta hy vọng con thu 7 đồ đệ thông minh trí tuệ để tập luyện Thiên Cương Bắt Đầu Trận.
Đó là điều thứ hai, con có chịu hoàn thành nó hay không? Vương Trùng Dương trả lời không hề nghĩ ngợi. Đây là một việc trọng đại của phái Toàn Chân, con đâu dám chẳng tuân, xin sư phụ yên tâm, con xin hết sức ghi nhớ lời sư phụ dặn. Thanh Hư Chân Nhân vui vẻ. À, hay lắm, như thế thiệt không uổng công truyền dạy võ công của ta. Còn điều thứ ba nữa thật là khó khăn và nguy hiểm, nếu con không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn chết người được. Vương Trùng Dương giật mình hỏi lại, thưa sư phụ, chẳng hay việc chi mà ghê gớm đến thế? Thanh Hư Chân Nhân nghiêm nét mặt gọi Chu Bá Thông lại dặn rằng, à, đồ đệ ra ngoài canh phòng cẩn thận, phải lưu ý đề phòng, cách xa trăm bộ, không cho một kẻ lạ mặt nào được bén mảng tới đây nghe không? Chu Bá Thông tuân lời sư phụ dặn, lập tức bước ra ngoài cửa hang canh gác. Thanh Hư Chân Nhân lúc đó mới cầm một bức họa khác, nhưng không mở ra vội, lại hỏi Vương Trùng Dương, đồ đệ con à, đã lịch lãm trong giới giang hồ trên 10 năm trời nay, con có nghe thấy ai nói tới một môn võ học kỳ bí tên Cửu Âm Chân Kinh đã mất tích trên 100 năm nay? Các phái võ lâm ở trung thổ hết sức tìm kiếm nhưng chưa ai tìm được nó. Câu chuyện này con có biết không? Vương Trùng Dương kính cẩn thưa, thưa sư phụ, đệ tử đã từng nghe trong giới võ lâm thường nói tới Cửu Âm Chân Kinh là do Đông Tấn Cao văn pháp hiếm trước tác, thu thập tinh nhuệ của võ học tinh hoa hơn 1000 năm đúc kết thành. Các vị cao thủ danh gia trong giới võ lâm vì tranh giành Cửu Âm Chân Kinh mà chém giết nhau, chết không biết bao nhiêu người. Sau đó cuốn Cửu Âm Chân Kinh bị phái Không Động cướp giữ được hơn 10 mấy năm trời, nhưng lại bị Côn Lôn Ngũ Lão đến cưỡng bách đòi cho mượn. Không Động tâm tứ phải dùng kế hoãn binh lấy cuốn Cửu Âm Chân Kinh thư giả để trao cho Ngũ Lão, còn cuốn nguyên bản thì mang đến trung thổ ẩn tàng. Và từ đó thì cuốn Cửu Âm Chân Kinh bị thất lạc. Đệ tử nghe nói như thế không biết có phải chăng? Thanh Hư Chân Nhân gật đầu nói, con đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện về Cửu Âm Chân Kinh như thế thì hay lắm. Vậy à, con hãy xem bức tranh này đây. Nói dứt lời, Thanh Hư Chân Nhân mở bức họa đồ ra. Vương Trùng Dương nhìn vào bức tranh thấy một bức họa đồ vẽ một trái núi nguy nga hùng vĩ, mây trắng bay lờ lửng trên sườn núi, những cây cổ thụ cành lá xum xuê. Họ Vương ngắm ngọn núi và những cây vẽ trong bức họa rất quen thuộc, hình như chàng đã qua nơi này một vài lần rồi. Chàng cao mày suy nghĩ một lát, thốt nhiên tươi tắn nét mặt nói với Thanh Hư Chân Nhân, thưa sư phụ, ngọn núi trong họa đồ này đồ đệ trông như trái núi Tây Nhạc Hoa Sơn ở Thiểm Tây có phải không? Thanh Hư Chân Nhân cười, ha, đúng lắm, con thử xem trên ngọn núi có gì lạ không. Vương Trùng Dương cầm bản họa đồ, nhìn kỹ lại thấy phía dưới Hoa Sơn có một con suối chảy, nước trong veo. Bên bờ có một lão trượng tay cầm cần câu, ngồi dưới gốc thông già. Ở lưng chừng ngọn núi có một thiếu nữ đang múa kiếm, quần áo phất phới trông như người thật. Ngoài hai người này ra không còn nhân vật nào nữa, lại nhìn phong cảnh trên bức tranh vẽ sơn vẫn không tĩnh, phong quang như thuận. Vương Trùng Dương cứ ngẩn người mà thưởng thức. Chàng chú ý nhìn kỹ từng ly một, thốt nhiên nói, à, thưa sư phụ, bức họa này có phải là nơi tàng ẩn bộ Cửu Âm Chân Kinh? Thanh Hư Chân Nhân khen ngợi, còn thật thông minh, tương lai có thể phát huy toàn chân phái được lắm. Ta nói cho con nghe, bức họa này do chính tay danh họa Hải Vân Tử trong phái Không Động vẽ ra. Hải Vân Tử chính là người tìm ra cuốn Cửu Âm Chân Kinh, là một nhân vật trọng yếu trong việc sao chép giả kinh để gạt Côn Lôn Ngũ Lão. Ông ta đã vãn niên quy ẩn ở Hoa Sơn. Theo như truyền thuyết, chính ông ta đã tàng ẩn cuốn Cửu Âm Chân Kinh. Đây, con hãy lưu tâm nhìn cho kỹ, trong cái trục của bức họa này còn có một sự bí mật nữa. Nói dứt lời, Thanh Hư Chân Nhân xô cái trục bức họa về phía tay trái. Thật là tinh xảo, mới trong cái trục bức tranh người ta chỉ cho là một thứ gỗ quý trông chẳng khác lạ gì cả. Nhưng khi chân nhân xô cái trục một cái đã thấy có hai mảnh giấy văng ra,
Trên mảnh giấy chữ viết nhỏ li ti, những nét bút thật thần kỳ theo lối chữ của Nhan Lỗ Công. Vương Trùng Dương cúi xuống đọc: Hạo hạo sầu, vong vong kiếp, nhân cù sinh tư, nguyệt hổ viên khuyết, dư ư, dứt hổ tam niên hảo, kính ẩn hoa sơn, chỉ dương dược ngủ, dương duy trật tự trị bất khỏi, nãi di trưởng tước thân sơn thạch, tha hành ngư hành, thật chân kinh tại ngư phát đầu chi nội, tịnh thực tùng thất, lâm ư khê biên dĩ vi ký, lưu tăng hổ duyên tịnh lực tật, như hoa sơn hỏa đồ, khải thị hậu học, sử kỳ tha nhật đắc kinh, đương tri tiền nhân dụng tâm chi khổ, thủ kinh chi nan sở giới trường, thứ miễn dịch chân kinh vi ác giả. Hồi thứ 13, Hải Vân Tử đề bạc tịnh đồ. Vương Trùng Dương đọc xong, mặt hơi biến sắc nói: Thưa sư phụ, té ra củ âm chân kinh ẩn giấu trong bụng con cá trong sân khê tại Hoa Sơn. Chưa nói dứt câu, Thanh Hư chân nhân bỗng quát lớn: Tên nào dám gã cả gan, dám tới đây rình mò. Nói dứt lời, Thanh Hư chân nhân giơ tay nhắm hướng cửa sổ đánh ra một chưởng, tay vừa đưa ra thốt nhiên ở ngoài cửa sổ, năm trái tròn vừa xanh vừa trắng nhằm thẳng vào chân nhân phóng tới, sức mạnh vô cùng. Việc xảy ra bất ngờ quá, Thanh Hư chân nhân cười gằn một tiếng rồi gồng khí công để chống đỡ. Vương Trùng Dương tay trái cầm vững hỏa đồ, tay áo bên phải phất lên kịp thời, dùng ngón phi tụ lô vân phất rơi ngay mấy cái ám khí đó xuống đất. Đến khi nhìn kỹ lại, đó là năm trái thiết tật lê lớn bằng quả đào, màu xanh chung quanh đầy gai mọc ngược. Những trái thiết tật lê ấy, mỗi trái ít nhất nặng 2 lạng. Trong giới giang hồ, người sử dụng được thứ ám khí nặng này như vậy thật là hiếm có. Vương Trùng Dương vừa phất rơi thiết lê ra, để tấm bản đồ xuống trước mặt sư phụ, rồi nhúng mình dùng thuật khinh công nhảy vọt xuyên qua cửa sổ nhanh như chớp. Chàng vừa ra khỏi cửa thì thấy sư đệ là Chu Bá Thông nằm thẳng cẳng dưới đất, cách văn phòng của sư phụ chừng 3 trượng. Còn cách xa 10 mấy trượng lại có một tăng nhân đầu đội dương giáo mão, chạy nhanh như bay nhắm hẳn thẳng về hướng cửa hang Bách Cầm. Vương Trùng Dương thoáng nhìn dáng Chu Bá Thông biết ngay bị người ta điểm huyệt, chàng tự thấy mình cần phải bắt tên hung đồ, vì bí mật của củ âm chân kinh bị y nghe lõm được thật là nguy hiểm. Vương Trùng Dương vận hết chân khí, triển khai thượng thẳng khinh công, quăng mình vọt đi như điện xẹt, chỉ thoáng một cái đã đuổi theo sát gần sau lưng của tăng nhân ấy. Vương Trùng Dương lúc đầu tưởng tăng nhân đó là người của Thiếu Lâm Tự, nhưng khi đến gần nhìn kỹ, thấy vị hòa thượng này da màu đồng cổ, trên mặt lại để râu quai nón, mặc bộ cà sa hình thức rất kỳ lạ, khác hẳn với các vị hòa thượng của Trung Thổ. Vương Trùng Dương vận khí đơn điền quát: Tăng nhân, Hà Phương Đáo Lai, cả gan đến lén vào hang Bạch Cầm đã thương hại người, mau ngừng lại, nếu không chớ có trách tại hạ vô lễ. Quái hòa thượng ấy thấy Trùng Dương đuổi gần tới nơi, thúc nhiên ngừng lại, nhưng không hề ngoảnh mặt lại. Trùng Dương phi thân chồm tới, chàng thấy quái hòa thượng đứng yên không nhúc nhích, cũng chẳng có vẻ gì chống cự, thì rất lấy làm lạ. Họ Vương có vẻ cẩn thận, không dùng độc thủ, chỉ dùng kim cương chỉ tả chưởng đưa ra, dùng ngón hạ sai thám hải lấy 2 ngón tay hướng ngay vào phong thủ huyệt ở sau vai hòa thượng mà điểm tới. Chỉ cương chỉ công là một môn tuyệt kỹ có tầng chân phái, tuy không lợi hại bằng nhất dương chỉ nhưng uy lực cũng rất ghê gớm, ngón tay đâm vào gỗ đá cũng phải thủng. Dù kẻ địch có luyện tập thiết bố sam hay kim chung chạo, nếu bị kim cương chỉ chạm một cái lập tức ngoại công bị phá tan. Vương Trùng Dương dùng nhất dương chỉ hướng bả vai nhằm huyệt đạo của hòa thượng điểm tới, nếu trúng nhất định tay phải của hòa thượng bị trặc xuống.
Nào ngờ ngón tay của Vương vừa chạm vào vai đối thủ, thốt nhiên thấy thân thể hòa thượng như một trái khí cầu bơm đầy hơi, huyệt đạo theo thớ thịt lẫn vào ngón tay của Vương Trùng Dương tuột xuống. Thế hoàn toàn giải được môn nhất dương chỉ công của Vương Trùng Dương, thành ra vô hiệu quả. Hòa thượng đột nhiên quay đầu lại, quắc mắt nhìn họ Vương, đôi nhẫn quan của hòa thượng long lanh sáng quắc. Hòa thượng há miệng thổi một luồng lãnh khí trúng ngực Trùng Dương. Họ Vương thốt nhiên thấy người như bị điện giật. Chàng từ khi hạ sơn đến nay, đại phá Thiếu Lâm tự, dương uy, đại lý công, yên kinh kỷ phục quần hùng, đông hải chấn phục Khấu Đạo, đến đầu tháng đó toàn vô địch thủ, ngoài ra đánh nhau với hoàng cổ ba trưởng ở trên hoang đảo tại Hoàng Hải bất phân thắng phụ, có thể nói là chưa tìm ra địch thủ. Ngờ đâu hôm nay trở về Sùng Sơn bái kiến sư phụ, giữa lúc diện thủ cơ mật gặp một địch nhân quái dị như thế này. Y phun ra một luồng lãnh khí, Vương Trùng Dương thấy trong người choáng váng, thần trí bất thanh, muốn ngất xỉu đi. May sao nội công của họ Vương rất thâm hậu, nguyên khí kiên định, lập tức chàng nhảy vọt về phía sau đến 7-8 bộ, vận khí cho lưu chuyển khắp thân châu thân. Thần trí hồi tỉnh lại, Trùng Dương nổi giận muốn nhảy tới lần thứ hai, vẫn thấy quái của hòa thượng thân hình bất động, thân thể cứng ngắc, hai tay bỏ thõng xuống, nét mặt lạnh lùng không khác gì một xác chết, đôi mắt lõm sâu phát ra một luồng thanh quang như lân hỏa. Họ Vương trông thấy nét mặt ghê gớm của y, bỗng giật mình quát to: "Tên quái tăng, ba lần người bảy phần kia, ba phần người bảy phần quỷ kia, người dám tới đây nghe trộm câu chuyện Cửu Âm Chân Kinh mà mi tưởng làm ta không biết lai lịch của mi hay sao? Mi có phải là môn đồ của Vân Nam Trúc Sơn Ngũ Lão Âm Giáo chăng?" Nguyên khi Vương Trùng Dương khi tới nước Nam Chiêu đã từng ở Đại Nam Miêu Cương mấy tháng, biết được một môn phái Ngũ Âm Giáo nên chàng cũng nói đại ra. Chẳng ngờ vị quái tăng nọ giật mình kinh ngạc. Họ Vương nhân dịp lúc quái tăng phân thần, tức thì quát lên một tiếng phi thân tới múa quyền, nhằm đỉnh đầu của y đánh tới. Ngón này đòn này là một thế tuyệt kỹ trong bài Cương Quyền Pháp, uy lực rất ghê gớm. Chỉ nghe thấy đánh bùng một tiếng, tay quyền đã đánh trúng đỉnh đầu của quái tăng, nhưng thật lạ lùng, cái đầu của hòa thượng bỗng sụt xuống. Vương Trùng Dương hết sức kinh ngạc, chàng định thần nhìn kỹ và vội rút tay quyền về, cái đầu của hòa thượng lại ở dưới cổ nhô lên cao. Quái nhân hòa thượng cười to lên một tiếng, há miệng thổ ra một luồng lãnh khí nhắm người Trùng Vương bay tới. Lần này họ Vương đã cố ý đề phòng nên nhảy vụt về phía tay trái, vung tay đánh ra một chưởng vào ngay sau lưng của quái tăng. Vương Trùng Dương đã dùng hỗn nguyên kình lực chưởng, uy lực thật là khủng khiếp, mạnh như sét đánh, khí lực ước có ngàn cân. Quái tăng bị đánh trúng chưởng này chẳng khác chi con diều đứt dây văng ra đến ngoài hai trượng. Quái tăng ngã lăn xuống đất, mặt mày xanh lét, lực quang trong đôi mắt mất hẳn, nên hắn vội lăn xả đi một vòng, dập chân xuống đất dùng thế kim lý xuyên ba, nhảy vọt lên cắm đầu phóng thẳng ra ngoài cửa hang, chạy trốn nhanh như bay. Vương Trùng Dương quát to: "Ác tăng, chạy đi đâu cho thoát!" Dứt lời, họ Vương triển khai phi hành, dùng thuật tuyệt kỹ khinh công lẽ như chớp tung mình đuổi theo. Quái tăng về thuật phi hành còn kém họ Vương rất nhiều, nên chỉ thoáng một cái Trùng Dương đã đuổi tới nơi. Quái tăng biết mình không thể nào trốn thoát, thét lên một tiếng như ma kêu quỷ hú, nghe ghê rợn, quay phát mình lại, giơ hai tay phóng luôn mấy cái ám khí nhanh như điện xẹt. Vương Trùng Dương biết ám khí của địch phóng ra là độc tật lê, thứ ám khí hình tròn, có nhiều gai sắc bén ở đầu, có tẩm những thứ thuốc độc. Mình tuy nội công cao siêu cũng không thể chống cự lại được, chàng lập tức vất tay áo dùng chưởng phong đánh ra và quát to: "Nguyên bích phục hồi, ác tăng hãy tiếp đi!" Năm cái ám khí tiết tật lê bị chưởng phong đụng mạnh bay ngược trở lại đánh trúng vào thân thể quái tăng. Hình như quái tăng không có gì xúc cảm, vẫn y như thường và đưa cái bàn tay to lớn nhằm Trùng Dương chộp tới. Họ Vương vội vàng vung nhằm huyệt mạng hợp minh mạng ở sau lưng hòa thượng đánh tới, chỉ nghe bịch một tiếng, hòa thượng vẫn như thường.
Đánh trúng luôn mấy quyền mà quái tăng cũng không hề hấn gì thì biết ngay là quái hòa thượng đã luyện tập một thứ nhu công rất quái dị, thân thể mềm như bông, lại như cái khí cầu bơm đầy hơi. Tất cả các loại như điểm huyệt, bắt mạch cầm nã, kim cương chỉ, ưng trảo công, nếu gặp loại nhu công này thì trở nên vô dụng, chỉ có thể dùng lãng công mãnh đà trọng thủ pháp mới có thể đả thương y được. Một quyền vừa rồi của Vương Trùng Dương đánh trúng vào huyệt minh mạng của quái tăng, lập tức hòa thượng thổ ra một búng máu, té ngửa xuống đất nằm yên, không cục cựa gì nữa. Họ Vương không ngờ quyền sau này lại có thể đã tử được hòa thượng ấy, chàng cũng e dè hòa thượng giả tạo nên dùng chân đá tiếp luôn một ngọn vào thân hình của quái tăng, khiến cho cái thây của hắn bay xa ngoài hơn 2 trượng. Lúc ấy thân thể của hòa thượng chẳng khác chi một đống thịt nằm dí xuống đất bất động. Trùng Dương vội chạy tới sờ vào cái xác ác tăng, thấy lạnh ngắt. Lúc đó Trùng Dương mới yên tâm là quái tăng ấy đã chết, bèn kéo thây qua một bên rồi mới trở vào hang Bách Cầm. Chàng trông thấy sư phụ là Thanh Hư chân nhân sắc diện biến đổi, ngồi bên cạnh Chu Bá Thông, dùng nguyên dương chân khí của mình vận động trên 2 bàn tay đang giải cứu cho họ Châu. Hồi lâu Châu Bá Thông mới mở mắt ra, Thanh Hư chân nhân thấy Trùng Dương trở về thì cất tiếng hỏi: "Ê đồ đệ, con đánh chết lão quái tăng đó không? Những yêu nghiệt của Ngũ Âm giáo chuyên môn hại người, nếu con gặp bọn chúng phải diệt trừ đi, để trừ hại cho dân chúng, không nên nương nhẹ với bọn chúng." Trùng Dương vội đáp: "Thưa sư phụ, đệ đã đánh chết tên ma giáo đó rồi." "Còn à, có mổ ốc nó ra không?" Trùng Dương ngạc nhiên hỏi: "Thưa sư phụ, tên yêu nghiệt đó đã chết, còn phá ốc nó ra làm gì?" Thanh Hư chân nhân thở dài một cái rồi than rằng: "Ê, thôi rồi, con đã nhầm rồi. Tên yêu nghiệt đó chưa chết hẳn đâu, nó chỉ giả chết mà thôi." Vương Trùng Dương lấy làm lạ hỏi rằng: "Thưa sư phụ, chính con đã xem lại cẩn thận rõ ràng nó chết hẳn rồi, sao lại có sự kỳ lạ như thế?" Thanh Hư chân nhân nói: "Con à, chưa biết rõ, để ta kể lại cho mà nghe." Nói xong, Thanh Hư chân nhân bèn kể lại tất cả mọi việc kỳ lạ của Ngũ Âm giáo cho Vương Trùng Dương nghe. Về phía tây tỉnh Vân Nam có một ngọn núi tên Đại Trúc Sơn, nó chỉ là nhánh của Cao Lệ Cống Sơn, tức Giả Nhân Sơn, ngang qua một vùng điền việt núi sâu thẳm rừng rậm ít người qua lại. Đại Trúc Sơn có một giống dân gọi là Đồng Nhân, trước kia đồng tộc ngụ tại Quảng Tây, đời nhà Tống vua Tống Nhân Tôn cử đại tướng Địch Thanh mang quân đi dẹp nước Mang, giết được vua Mang là Nùng Chí Cao. Những người Đồng Nhân đó trốn sang Vân Nam và cư trú tại đó, một phần thì trên núi Đại Trúc. Họ có một thứ tà thuật gọi là nhiếp thanh thuật. Thứ tà thuật này rất là kỳ quái. Họ nằm trong mồ mả hay quan tài người chết để luyện tập. Nhờ đó mà dị thuật này mà đồng tộc có thể chống lại sự xâm lăng của các giống dân khác, nhờ đó dân tộc này mới không bị tiêu diệt. Ngũ Âm giáo cũng phát sinh ở đồng tộc mà ra. Thứ võ công của họ gọi là âm nhu công. Người muốn luyện nhu công phải nằm trong cổ mộ hay cái hòm không có xác chết đã lâu, hút thâu thiên địa và âm khí, luyện thành võ công. Nếu công phu luyện tới đợt thứ nhất, có thể tự do rút cả đầu hoặc tứ chi vào trong thân thể, tránh được sự đả kích của đối phương, lại có thể khiến cho các bộ phận của mình khi vận khí lên thì mềm nhũn như bông gòn. Ngoài ra còn có bài âm độc thủ pháp tấn công kẻ địch khiến cho kẻ địch bị hôn mê, cũng như lúc nãy luồng lãnh khí của tên yêu đạo đó phun vào người Vương Trùng Dương tên là Phụ Thầy Khí. Người tầm thường bị y phun trúng lập tức thấy thân thể giá lạnh, người hít phải lãnh khí đó ngất xỉu lại ngay lập tức và bị khí lạnh làm cho tứ chi cứng lại. Bởi thế cho nên Chu Bá Thông bị thứ Phụ Thầy Khí phun nhầm ngất xỉu. Còn họ Vương lẽ ra cũng không sao tránh thoát, nhưng nhờ xưa kia Vương Trùng Dương ăn được trùng sâm, thứ sâm này nó bổ phẩm trùng dương, bởi thế cho nên dương khí của Trùng Dương rất mạnh nên không bị ám hại. Hoặc quái hòa thượng đó thuộc loại đồng tộc, không phải hán tộc. Y lén vào trong hang Bách Cầm,
phùng đảo Chu Bá Thông và nghe được bí mật của Cổ Âm Chân Kinh, nhưng bị Thanh Hư chân nhân phát giác kịp thời và bị một chưởng cách ngang cửa sổ té lăn xuống đất. Tiếp theo đó bị Trùng Dương đuổi theo, y biết không thể nào trốn được vì thuật khinh công của Trùng Dương cao hơn y quá nhiều, bởi thế y mới giả chết để lừa gạt Trùng Dương. Cách giả chết của Ngũ Âm Giáo hết sức là khéo léo, chỉ cần vận âm khí lên là toàn thân giá lạnh, không cần hô hấp nên không có hơi thở nữa, mà thân thể cũng cứng đơ như xác chết. Thường thường các võ gia nội công tinh thục có ngưng thứ cũng chỉ được độ 12-20 phút, nhưng riêng về Ngũ Âm Giáo là họ có thể ngưng hơi thở liên tiếp hàng mấy khắc đồng hồ. Dù cho có chung họ xuống đất, họ cũng có thể bới đất mà chui lên được. Những người biết rõ tà thuật của chúng chỉ có cách bổ đầu lấy ốc của chúng ra thì nó không thể nào hồi dương được nữa. Sau khi nghe Thanh Hư chân nhân nói rõ nguồn gốc của phái Ngũ Âm Giáo, Vương Trùng Dương tỉnh ngộ, chàng vội vàng chuyển mình dùng thuật phi hành phóng nhanh như bay ra cửa hang Bách Cầm. Quả nhiên xác chết của quái tăng đã mất hẳn, dấu máu dưới đất vẫn không còn và biến thành màu đen. Vương Trùng Dương dậm chân xuống đất mà than rằng: "Hey, lần này thật là bắt thập lão nương bị thằng trẻ gạt. Hey, thật là mắt hổm của thằng trọc ấy rồi." Sau này Vương Trùng Dương vì bị quái tăng giả chết đánh lừa cũng bắt đầu luyện tập ngưng thở, học bản lãnh giả tử ở Yên Hà Động. Nhờ đó mới giả chết dụ được tay độc Âu Dương Phong đến trộm Cửu Âm Chân Kinh, chàng dùng thuật Nhất Dương Chỉ phá được luật hấp ma công của Âu Dương Phong. Đó là chuyện sau. Phần thứ 15 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 16.